Vào 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tức là 19 giờ Hà Nội, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ chính thức bước tranh tài tại vòng bán kết của cuộc thi Tank Battalion. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cùng lượt với đội tuyển tăng của Myanmar. Để hiểu rõ hơn về giải đấu, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả và các đồng chí về thể thức thi đấu vòng bán kết và chung kết của cuộc thi này. Từ vòng bán kết trở đi, điều kiện thi đấu đã có một số thay đổi so với vòng loại theo hướng phức tạp, quyết liệt hơn. Về thể thức cũng có thay đổi nhằm phát huy tính tập thể của cả đội. Cụ thể là trong vòng đấu bán kết và chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức tiếp sức. Nếu như ở vòng loại, mỗi đội có 3 kíp xe tham gia, thì 3 kíp này thi đấu riêng rẽ trên 3 chiếc xe khác nhau. Ngoài ra, còn một kíp dự bị. Còn từ vòng bán kết, mỗi đội cử ra 3 kíp thi đấu, nhưng cả 3 kíp này cùng thi đấu chung trên một chiếc xe tăng. Mỗi kíp xe sẽ thi đấu 4 vòng trên đường lái, tương tự ở vòng loại. Tuy nhiên, có một số khác biệt sau. Vòng 1, đua tốc độ có chướng ngại vật nhưng không phải bắn. Vòng 2, trong vòng đua có hành tiến bắn pháo ngang ở bên trái thân xe. Mục tiêu là bia số 12, giả định xe tăng địch. Vòng 3, trong vòng đua có bắn súng máy 12 ly 7 vào các mục tiêu máy bay trực thăng treo bia số 25 và pháo chống tăng bia số 11. Vòng 4, trong vòng đua có bắn súng máy song song vào mục tiêu súng chống tăng cá nhân 3 bia số 9. Thứ tự thực hiện các vòng này có thể thay đổi tùy tình hình trên thao trường theo điều hành của chỉ huy chung, và quan trọng nhất là kết quả bốc thăm thi đấu của mỗi đội sẽ được thực hiện trước trận đấu. Sau khi hoàn thành 4 vòng đua, kíp xe sẽ dừng xe tại đích, chạy về tuyến tiếp sức để kíp tiếp theo lên thi đấu. Thành tích của cả đội sẽ tính chung bằng tổng thời gian thi đấu của 3 kíp xe. Đội nào thời gian ít hơn sẽ xếp trên. Tương tự như vòng loại, nếu kíp xe phạm vào bất kỳ lỗi nào như là đâm cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc đi sai đường, thì đều sẽ phải cho xe tăng vào một trong 13 khu vực phạt để thực hiện bài kiểm tra khí tài. Còn nếu bắn trượt một mục tiêu thì phải chạy một lần vòng phạt 500 m.